Ôi kinh rồi. Ui dồi, kinh rồi, dã man rồi. Dã man, cánh dã man rồi anh em. Ui dồi. Cho con mái vào này. Ừ, cho con mái vào này, lần sau anh em kích lửa anh em cho con mái vào nhé. Quá tuyệt vời luôn. Ừ, cánh đi kinh khủng thật. Dã man. Cho con mái vào là con mái nó con trống nó oai rồi, con mái. Nó kích con trống này. Dã man rồi, cánh này. Ừ, sợ thật. Con mộc này của mình là siêu cánh rồi. Cánh sợ thật này. Ui, ui lùi. Còn một hôm mình cho con mái này vào thử rồi nhưng mà mình chưa kè. Hôm nay mình kè thấy ui lùi kinh khủng không. Ui cánh siêu rồi. Ui lùi. Phế thế. Nó oai, nó có con mái bên trong lồng của nó này. Dã man rồi. Ui cánh sợ thật. Mọi hôm nó không dám chơi đâu anh em nhé. Mình kè nó không dám chơi như này đâu. Hôm nay mình cho con mái vào cái không ngờ nó chơi như này luôn. Vẫn còn một hay hai cái lông đuôi nữa là xong. Nó có con mái. Mình chỉ cho kè một lúc nữa thôi mình thôi. Cho nó có độ máu chiến. Quá là hung dữ luôn. Đấy. Cánh của nó sợ luôn này. Ừ, về chưa? Có con mái này. Ui cánh nó vẫn hơi sợ người, bởi con này của mình nó mình nuôi lâu rồi nhưng mà nó vẫn nhát. Đây nó có con mái này là kích nhỉ. Mình sẽ cho nó chơi thêm một lúc nữa. Đây là con mồi của mình nó cứng rồi. Phê thật. Cánh này cứ như điện luôn. Con này của mình rất là nhiều người gạ mua nhưng mà mình không có bán. Mình đã chơi rồi, nhìn nó chơi cánh hay quá. Đây kích lửa kiểu này là cách kích lửa ok nhất anh em ạ. Cứ cho con mái vào trong này. Con mái phải mái thuần một chút nhá. Nào, nào. Cánh này không sợ đâu. Tại vì nó có con. Mọi hôm là mình kè nó cũng chưa dám chơi mạnh này đâu. Vẫn chưa dám chơi thật này. Này độ vài hôm nữa là chơi là mạnh. Đó, yếu lửa này, vẫn xù, hơi xù lông. Lúc đầu chơi rất mạnh. Nó cũng đang yếu dần rồi thôi. Chắc là mình thôi mình. Vẫn cánh ác lắm. Vẫn cánh ác lắm, nó không sợ đâu. Nó có con mái. Vẫn cánh.